Thì ra Tiểu Ngư thích Nhất Kiện rồi. Sao lại như vậy? Hai chị em mới nhận nhau mà lại cùng yêu một chàng trai, kịch tính còn hơn coi phim truyền hình nữa đó. Cô an ủi tôi hay là chế nhạo tôi đó? Hơi phiền quá à. Làm sao đây? Nè, theo logic của phim truyền hình đó thì nữ vai chính, tức là cô, nhất định rất vĩ đại, mà nhường lại tình yêu cho người ta. Cô đừng giỡn nữa, giờ là thế kỷ 21, không có vụ đó đâu. Cô định giành với cổ hả? Thực ra chỉ là Tiểu Ngư thích Nhất Kiện, có lẽ Nhất Kiện chưa chắc thích chị ta, chứ cũng có thể Nhất Kiện chỉ thích mình tôi thôi. Vậy thì không cần giành rồi. Vừa có thể, vừa có lẽ, vừa chưa chắc. Coi ra chính cô cũng đang rối lên. Tôi không biết. Phiền quá. Vậy thì cô từ từ nghĩ đi. Không phiền cô nữa nha. Cô biết lịch sự không vậy? Gõ cửa trước chứ. Tôi thất tình, đi uống vài ly với tôi đi. Trước giờ chỉ có anh khiến người ta thất tình. Tôi đã rất lâu không nghe anh nói là anh thất tình. Cảm ơn anh nha. Tôi khen anh thôi. Từ lúc bắt đầu làm bác sĩ thực tập, ai nấy đều bận rộn tới nỗi ngủ không đủ giấc. Anh lại có thể không ngừng khiến người khác thất tình. Ngoài việc trực ca, lại phải ôn tập, lại phải thi cử. Anh lấy đâu ra nhiều thời gian để yêu đương vậy? Nè, nói đi. Nói cái gì? Tôi hỏi anh lấy đâu ra nhiều thời gian để yêu đương vậy? Dù cho phải trực ca, nhưng mà cũng phải ăn cơm chứ, giặt đồ nè, rồi đi vệ sinh. Nếu như anh cho rằng những thứ này là một phần trong cuộc sống, vậy thì anh phải làm thôi, đúng không? Nói thì dễ, nhưng yêu đương á thì phải đi dạo, đi xem phim. Mỗi lần có ngày lễ Noel, sinh nhật cô ấy là phải đặt bàn ăn cơm, lại phải tặng quà. Sau buổi lại hẹn cô ấy, đưa cô ấy về nhà. Thế mà nhất thời không tập trung ngủ trong rạp á, thì cô ấy lại giận, anh lại phải đi dỗ cô ấy. Thật sự tôi thấy phiền phức quá. Nè, sao tự nhiên đầy cảm xúc dữ vậy? Bộ nhớ lại lúc xưa làm bác sĩ thực tập, chuyện với vợ bác sĩ Trang á hả? Thần kinh, anh nói bậy gì vậy? À, hoặc là Doanh đã là mùi hương xưa cũ rồi đúng không? Mùi hương phụ nữ trên người của anh bây giờ mới là hiện tại đó. Không biết anh đang nói gì nữa. Nè, nói chuyện này á thì tôi rõ ràng rồi. Anh không gạt được tôi đâu. Nè, nói cho tôi biết đi. Rốt cuộc là ai? Nói đi mà, rốt cuộc là ai? Anh đừng giỡn nữa có được không? Là cô ấy theo đuổi anh hay là gì anh theo chứ, đuổi cô ai ấy? Theo đuổi ai? Trời, kỳ chỉ là yêu đơn phương thôi ha? Anh vốn không thích cô ấy. Quyên và anh thì không hợp nhau. Tinh thì càng không yêu ông chú này như anh. Tiểu Ngư thì... Nè, đừng đón bậy nữa. Anh thất tình phải không? Tôi đi uống rượu với anh. Đi, đi thôi. Ê, khoan. Chà, không ngờ anh thích ăn hải sản ha? Ăn hải sản gì? Thì Tiểu Ngư đó. Đi thôi, đi uống rượu. Ê, khoan, anh coi anh kìa, còn không nhận. Vẻ mặt này của anh đã bán đứng anh rồi đó. Ừ. Hả? Nè, chúc mừng anh nha. Tiểu Ngư không có tệ đó. Nè, nhưng mà làm gì anh phải sầu dữ vậy? Ồ, anh đừng nói với tôi là anh làm bụng người ta to ra nghe. Anh nói bậy gì hả? Nè, không sao chứ, xin lỗi nha. Trời ơi, tôi đã từ chối cổ rồi. Sao vậy? Tiểu Ngư rất là tốt mà. Lại là con gái của sư phụ anh. Thân lại càng thân. Chính vì cô ấy là con gái sư phụ tôi mới mệt vậy đó. Nè, trước đây tôi và Doanh chia tay chính là vì không có thời gian ở bên cô ấy. Anh biết không, tình cảm rất cần thời gian để suy nghĩ, cần thời gian để vun đắp. Nếu đã biết rõ không có thời gian thì chi bằng không bắt đầu. Nếu như bác sĩ nào cũng giống như anh á, vậy thì cạo đầu đi, đi làm hòa thượng cho rồi. Nè, anh đừng có nói với tôi là anh đã yêu thầm tôi từ lâu nha. Năm nay là năm học cuối cùng của tôi, sắp tới còn có một kỳ thi rất quan trọng. Tôi còn phải lo cho em trai tôi ra nước ngoài du học, cộng thêm tiền sinh hoạt của tôi và má tôi hai người, phải kiếm rất nhiều tiền, làm gì còn thời gian chứ. Còn nữa, anh cũng biết mà, cô ấy là con gái của sư phụ tôi, lỡ như gây ra chuyện gì không vui thì tôi thấy ngại lắm. Bởi vậy tôi nói, người như anh đó hả, đáng để gọi là một người đàn ông tuyệt vời. Tôi thật phục anh luôn, người vĩ đại như anh đáng để mời đi uống rượu cùng tôi đó. Đi. Nè. Những lời mà tôi vừa nói, anh đừng nói ra ngoài giùm tôi nha. Yên tâm đi, tôi sẽ không nói với người khác rằng anh đã yêu thầm tôi từ lâu. Nghe Nhất Kiện từ chối cô, có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội, vậy thì không đáng để vui sao? Sao anh lại biết vậy? Tôi nghe bên Samin thăm dò Nhất Kiện.
Nhất Kiện cũng thiệt là đi nói chuyện này với người ta khắp nơi. Nè, vậy thì anh ấy có nói với anh tại sao anh ấy từ chối tôi không? Hình như cô đang thăm dò tôi. Vậy anh có nói hay không? Nè, anh không nói thì tuyệt giao nha. Chẳng qua tôi không muốn cô đau lòng lần nữa thôi mà. Một, hai, hai rưỡi. Thôi bỏ đi. Lớn hết rồi còn chơi trò con nít nữa. Hơi sợ cô rồi đó. Tôi nói nói đi. Anh ấy chỉ yêu đương phiền phức, phải lo việc đưa rước. Cộng thêm năm nay là năm học cuối của anh ấy, cô lại là con gái của sư phụ ảnh, tránh việc hai bên phải ngại nếu như sau này chia tay. Vậy có nghĩa là anh ấy không có ghét tôi? Vậy có nghĩa là tôi vẫn còn cơ hội? Đúng đó, tôi đã đoán trước cô sẽ như vậy mà. Biết trước tôi không nói. Làm ơn đi, anh ấy nói rõ không có thời gian rồi. Chỉ bằng cô hãy suy nghĩ chút về tôi đi. Tôi rảnh hết 24 tiếng. Làm ơn đi. Anh coi người ta kìa, dù làm bất cứ việc gì hay là yêu đương cũng phải có chút trách nhiệm. Anh học hỏi đi. Hơn nữa vấn đề này chỉ cần biết sắp xếp là được rồi. Dạo chơi coi phim ăn cơm không tốn thời gian sao? Tết Noel lễ tình nhân cô có thể trải qua một mình không? Làm sao anh biết tôi không thể? Ai biết được tới lúc đó tôi cũng phải trực ca thì sao? Sau khi trực ca thì không cần chúc mừng bù sao? Phụ nữ các cô lúc nào cũng nói ngược không à? Chỉ cần quên làm một vài chuyện là các cô sẽ giận ngay. Được, tôi sẽ chứng minh cho anh. Không phải cho anh coi, mà là cho Nhất Kiện coi. Tôi phải cho anh ấy biết tôi không phải là một cô gái Hồng Kông bình thường. Tôi là một cây xương rồng giữa sa mạc. Tôi không cần người khác tưới nước và chăm sóc. À, nhớ Tiểu Ngư mà mất ngủ là chuyện bình thường. Nè, không biết hôm nay anh có gặp được cô ấy không ta? Gặp cổ rồi hai người sẽ nói gì đây? Ê, đừng có giỡn trò như con nít nha. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Trương Nhất Kiện, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm giữa hai chúng ta sẽ không cần thời gian để tính toán. Những lời chúng ta nói tối qua sao cô ấy biết được vậy? Làm sao tôi biết được chứ? Ngoài anh ra còn ai nữa chứ? Nè, có phải từ anh sáng nay nói với cổ không? Ê, Trương Nhất Kiện, đừng có giỡn như con nít nha. Thật sự không liên quan đến tôi á.